qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe là trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Mẹ cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con đóa hoa hồng ngọt ngào thơm ngát đời con, nghĩa mẹ như nước trong nguồn dạt dào mạch sống yêu thương, tình mẹ như ánh trăng rằm tròn đầy không chút niềm riêng, cõi đời nghiệt ngã ưu phiền tình mẹ ngời sáng thiêng liêng. Bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đêm bước con đi bóng mẹ bên con, lúc gió mưa lúc sớm khuya mẹ hiền bên con. Ai khi xa mẹ lòng không sầu vương, nhớ mai mắt môi dáng mẹ thân, lúc bé thơ lúc lớn khôn nặng mang ơn.
năm dài quằn vai vì con. Đêm bước con đi bóng mẹ bên con, lúc gió mưa lúc sớm khuya mẹ hiền bên con. Mỗi độ Tết đến xuân về, quê tôi lại mở hội mừng thọ người cao tuổi. Đây là một tập quán ứng xử văn hóa hình thành từ lâu đời và là nét văn hóa đẹp đã được địa phương gìn giữ và phát huy. Dành tặng các cụ những lời chúc mừng, động viên và những món quà mang nhiều ý nghĩa. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội Người Cao Tuổi long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Dự một buổi lễ mừng thọ các cụ tuổi vàng, tuổi bạc trong một ngày đầu xuân này, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự quan tâm, sự kính trọng đối với lớp người cao tuổi trong xã hội hiện nay. Tuy lễ mừng thọ được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết, nhưng ngay từ những ngày cuối năm, Hội Người Cao Tuổi của thôn, xã, khu phố và huyện cùng các đoàn thể, gia đình đã chuẩn bị chu đáo cho lễ mừng thọ. Từ phông chữ, cờ treo, bàn ghế, loa đài, băng chúc thọ đến các phần quà. Lễ mừng thọ chính thức diễn ra. Ngoài ban tổ chức, các đoàn thể còn có đông đủ các con, các cháu của các cụ được mừng thọ và dân làng đến dự để cảm nhận một nét đẹp truyền thống trong những ngày đầu xuân. Những lời chúc mừng năm mới, chúc thọ, những phần quà được trao và cả lời ca, tiếng hát quyện lẫn những vần thơ xuân là tình cảm ấm áp của các thế hệ con cháu của làng xóm nhằm khích lệ động viên các cụ sống lâu, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục cống hiến công sức và trở thành những tấm gương giáo dục con cháu yêu lao động, chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc mừng thọ được tổ chức ý nghĩa, trang trọng, phù hợp là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng kính trọng, sự hiếu thảo của con cháu với các bậc sinh thành. Trong lễ mừng thọ, con cháu tụ tập về chúc thọ ông bà, cha mẹ. Ca dao Việt Nam có câu, cây khô đâu dễ mọc chồi, bác mẹ đâu dễ ở đời với ta. Non xanh bao tuổi mà già, bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. Sự trưởng thành của mỗi người chúng ta là nhờ công sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Trân trọng thành kính lớp người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực để tỏ bày tâm linh trong sáng của con cháu, tấm lòng hiếu thảo của mình hàng ngày qua hành động và tưởng nghĩ. Việc mừng thọ chính là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Mừng thọ cũng là cách giáo dục, răn dạy con cháu bổn phận ăn ở, có trước, có sau với người đời, với xã hội. Trong chúng ta, ai cũng có một góc quê hương giàu đẹp, nơi cội nguồn cha ông và cũng là nơi gửi gắm đức tin yêu trên đất nước Việt Nam ta, với biết bao vùng quê mặn nghĩa mặn tình và cũng biết bao trái tim từng thốt lên ôi quê cha đất mẹ. Ông bà cha mẹ tôi với tấm lòng chân thật suốt cuộc đời biết bao lam lũ gian nan nhưng vẫn đậm đà chứa chan tình cảm quê hương chòm xóm. Trong ngày mừng thọ bà cha mẹ tôi tuổi 70, nhớ hôm nào mẹ tôi đã lầm lụi gội nắng sầm mưa chất chiêu nuôi dưỡng chúng tôi. Vì cuộc sống của chúng tôi trải qua bao năm do ông bà cha mẹ tôi dưỡng dục, rồi chúng tôi lớn lên với bao ngả sống của cuộc đời. Nay chúng tôi đã vẹn bề xa thất, công việc trưởng thành, con cháu quây quần là công ơn của ông bà cha mẹ tôi thật
vô bờ bến. Nguyện cả đời soi sáng chúng tôi đi. Một ơn đức cha mẹ thảo hiền, bao năm vất vả triền miên sớm chiều. Hai ơn lo đủ mọi điều, ốm đau thang thuốc tiêu điều vì con. Ba ơn nuôi con lớn khôn, mong sao con được vun tròn vẹn vui. Bốn ơn trái nắng chờ trời, kém ăn kém ngủ cha mẹ ngồi chẳng yên. Năm ơn dạy dỗ chúng con, dành cho con cả tình thương ngọt ngào. Sáu ơn chẳng quản đầy vơi, nuôi con ăn học theo đài bút nghiên. Bảy ơn chẳng quản ngày đêm, cho con chỗ ở chỗ ăn vun tròn. Tám ơn dựng vợ gả chồng, mai sau nối dõi tổ tông gia đình. Chín ơn cha mẹ chỉ một lòng, quản chi vất vả chỉ vì chúng con. Mười ơn trèo núi vượt non, đói no có ông bà cha mẹ, có cháu con quây quần. Trong ngày mừng thọ tràn ngập niềm vui, chúng con, chúng cháu chắt xin kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Thưa các cụ, các bà cùng tập thể, các đồng chí, chính quyền địa phương và các con cháu trong gia đình. Mùa xuân có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, và mùa xuân cây cối cũng là đâm chồi nảy nở, và mùa xuân cũng là những ngày rất là đẹp để cho các con, các cháu làm lễ mừng thọ, sum họp cùng với gia đình. Và mừng thọ cho cha mẹ là một cái nét đẹp truyền thống từ trước đến nay. Ngàn xưa để lại, chúng ta không thể nào không nhớ đến công ơn cũng như truyền thống từ trước đến nay chúng ta đã để lại. Và được sự đồng ý của chính quyền và địa phương, đồng tình của các con cháu trong gia đình, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2017, tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu, gia đình con cháu tổ chức mừng thọ cho bà Trần Thị Vạn, 7 tuổi 70. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể các anh các chị, lễ tổ chức mừng thọ cho mẹ tôi xin phép được bắt đầu. Về dự lễ mừng thọ cho cha mẹ chúng cháu gồm có các ông các bà như sau. Một, ông Trần Thế Vinh, chủ tịch hội người cao tuổi xã Sơn Hà, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Về dự và chỉ đạo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Văn Năm, bí thư chi bộ thôn Khe Đèn, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trịnh Văn Đồng, trưởng thôn, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Bốn, là ông Phạm Trung Lập, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khe Đèn, đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Và ông thứ năm là ông Trần Đình Kinh, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Khe Đèn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Cùng các cụ, các bà trong thôn và tổ dân phố tới dự chung vui với gia đình chúng tôi. Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Thế Vinh, chủ tịch hội người cao tuổi xã Sơn Hà, lên phát biểu và trao giấy mừng thọ cho bà Trần Thị Vạn. Xin trân trọng kính mời ông, để chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô bác, kính thưa toàn thể các cháu, các con, các cháu, bà Trần Thị Vạn. Lời đầu tiên, thay mặt cho đối với tổ chức hội người cao tuổi, xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị đại biểu và toàn thể các cụ, các ông, các bà đầu xuân năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc. Kính thưa toàn thể buổi lễ, việc tổ chức mừng thọ là việc làm của đảng chính quyền cũng như là tổ chức hội. Rất là vinh dự cho bà Trần Thị Vạn hôm nay là hội viên người cao tuổi thôn Khe Đền, hội viên người cao tuổi xã Sơn Hà, tròn 70 tuổi được tổ chức mừng thọ theo luật người cao tuổi đã quy định. Với cái sự phấn khởi, hô hởi của các cụ, các ông, các bà chung vui ngày Tết và đến dự cái buổi mừng thọ đầu xuân năm mới cho bà Trần Thị Vạn,
thì thay mặt cho đối với mọi người cao tuổi xin trân trọng cảm ơn. Và cũng việc tổ chức mừng thọ là với sự quan tâm của con rồi cháu rồi hội viên trong chi hội đã tạo mọi cái điều kiện để hôm nay cái buổi mừng thọ cho bà Trần Thị Vạn là rất là long trọng và rất là ý nghĩa. Thì thay mặt cho đối với ban tổ chức thì tôi sẽ trao giấy mừng thọ và giấy mừng thọ này thì đã được là Trung ương Hội Người Cao Tuổi đã ký quyết định là trao đối với hội viên người cao tuổi tròn 70 tuổi cho bà Trần Thị Vạn. Sau đây là xin đề nghị chúng ta cho tràng pháo tay ạ. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các vị và nghe được. Cuối cùng xin gửi lời kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể buổi lễ mạnh khỏe, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa, vừa rồi là một cái nét đẹp rất là truyền thống và văn hóa và từ xưa nay trong chúng ta vẫn để lại. Và chúng tôi cũng thay mặt cho đại diện cho gia đình xin trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương, đặc biệt là ông Trần Thế Vinh, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Sơn Hà đã có một chút quà cũng cùng ban ngành đoàn thể đã đến chúc mừng và mừng thọ cho mẹ của chúng tôi. Đại diện cho gia đình tôi xin trân trọng cảm ơn tới các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương đã bất chút thời gian về mừng thọ và chúc mừng mẹ tôi. Xin cảm ơn ạ. Về sự cái buổi lễ mừng thọ cho bà Trần Thị Vạn hôm nay thì thay mặt cho đối với Hội Người Cao Tuổi xã có một món quà nho nhỏ để mừng cho đối với bà Trần Thị Vạn là sống vui, sống khỏe, sống có ích. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, để tiếp theo chương trình trao quà cho bà cũng như cùng toàn thể các quý vị đã bớt chút thời gian về mừng thọ cho mẹ chúng tôi. Và chúng tôi cũng một lần nữa xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cụ, các bà, ban ngành đoàn thể, tổ dân phố và thôn Khe Đền đã bớt chút thời gian về dự chung vui cùng với gia đình chúng tôi. Và để tiếp theo chương trình làm lễ mừng thọ cho mẹ chúng tôi xin mời quý vị và các bạn thưởng thức một số tiết mục văn nghệ chào ngày mừng thọ cho mẹ tôi. Và để tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu với các cụ, các bà là một nữ ca sĩ, con gái của cụ, đó là chị Thoa. Xin mời ca sĩ Kim Thoa đâu ạ. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi biết mùa xuân ấy tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối trên cây, gió lấy mẹ cũng không phải mồ côi, gió lấy mẹ cũng không phải mồ côi. Mồ côi tôi lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới. Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi sang
Càng gần dù biết như thế
hãy tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rung. Thank you.
sương gió tóc mẹ bạc màu. Nàng oằn đôi gân tao tận núi to. Ôi những mùa đông buồn ra hơi thở mẹ sưởi ấm con cho giấc mơ dài. Mẹ ơi, mẹ là dòng suối dàn dào chảy về biển đó. Mẹ ơi, bao năm có lời mẹ răn cho con ngày trưởng thành. Những lòng mẹ mong rồi khi khôn lớn con rời xa mẹ. Còn đâu hơi ấm những ngày trong nôn. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi hình bóng mẹ hiền. Cho dấu đời bao đổi thay, con vẫn ngàn năm khắc ghi ơn nghĩa mẹ. Và
vẫn ghi nhớ mãi những lời mẹ cha.